Em xin kính chào các bác nha. Đã đến với video của em, cửa hàng nhà bãi. Hôm nay em quay cái video cập nhật hàng đi cho các bác nè. Đây là những mẫu em bán nồi cơm điện, bếp từ. Đó thì đây là những cái mẫu mà bình thủy. Cái hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng nha các bác. Điện 100V. Thì em cập nhật hàng đi cho các bác yên tâm. Mình mua hàng thì có nhận hàng. Thì nhận hàng được kiểm tra chiếc màu bưu cục. Em ship hàng toàn quốc có cọc. Chuyển khoản đủ em bao ship. Mặt hàng trên 1,5 triệu em bảo hành cho mình là 6 tháng. Mặt hàng dưới 1,5 triệu em bảo hành cho mình là 3 tháng. Thì bác cứ yên tâm ha, đặt cái niềm tin thì mình nhận lại coi là cái chất lượng. Thì nhiều khi đôi khi mình gặp nhau thì cũng như là lần đầu thì có thể là e dè, cũng như lăn tăn thì em cũng thông cảm, em cũng hiểu. Vì em cũng là người mua từng bán, cho nên là em biết cái cảm giác kiểu như là mình muốn mua hàng nhưng mà người xa lạ mình chưa có thể là tin tưởng. Thì mình có thể là theo dõi, đăng ký kênh các bạn Zalo với em đi. Em bán rất là nhiều mặt hàng trên Zalo, mình từ từ mình mua cũng được chứ không cần gấp. Thật sự là em muốn bán đâu ra đó cho các bác, cũng như là gành mạch lắm. Mua lần này có lần khác, có những bác mua hàng em 4, 5 lần, 5, 6 lần luôn. Đây là những cái mặt hàng mà những các bác ở mọi miền đất nước luôn. Nè, em đại khái cho các bác những cái mẫu này là đi đâu nha. Đây là hai cái dù, cái này là hai dù này em Bình Dương, cái này ổ cắm làm đi Bến Tre nè. Còn cái này là cái cục hàng này là cái cục bình thủy là làm đi Ninh Bình nè. Cái này là cái nồi cơm làm đi quận 1 Sài Gòn nè. Cái này là cái máy massage mắt làm đi Điện Biên nè. Đó, hai cục đôi điện là một cái là đi Vũng Tàu và một cái đi ở cái gì Hà Đông Hà Nội, đúng rồi, Hà Đông Hà Nội. Đây là một cái nồi cơm làm đi Đồng Tháp, một cái là em đi là Cần Thơ, cái này là em đi là ở cái gì Phú Thọ. Nói chung là nhiều lắm các bác ơi, mẫu miền đất nước mà những bác ngoài miền Bắc người ta hay mua nhiều hơn. Cái kiểu như người ta là ăn chắc mặt bền, đi mua những hàng đã xài rồi nhưng mà xài được xài hoài, chứ không phải là mua những cái hàng mới mới đẹp tức thời rồi nó ảnh hưởng cái dài lâu là nó hư hỏng không được bền. Những bác ngoài miền Bắc người ta mua nhiều lắm, tại vì những bác mà ở khu vực Hải Phòng người ta mua rất rất là nhiều. Thì những bác ở miền Nam thì những bác khu vực ở An Giang thì mua rất là nhiều, tại vì là khu vực An Giang là gần kinh giới Campuchia, thì bên đó là những cái hàng bên gò đó, thì những người An Giang người ta biết mua xài. Đó thì ai biết được thì người ta có thể là tìm tòi, người ta mua đứng cái mặt hàng như thế này người ta phục vụ cái đời sống cho biếu tặng này kia đồ đó. Thì các lộ kê thì những bác mình, nếu mình có nghe tới những hàng Nhật bãi mà những hàng Nhật bãi nó nghe lạ lạ, các bác hàng Sài Gòn mà sao người ta mua, mà đôi khi hàng Sài Gòn nó mắc hơn những hàng mà mới, thì mình tìm hiểu đi, mình mua một món nhỏ, một món nhỏ món lớn thì nó mình xài đi rồi mình sẽ ghiền luôn, mình thích thú, mình để mình tìm hiểu. Thì em thì kiểu như là cũng không có thời gian mà đôi lên tâm sự các bác. Thì em bán rất là nhiều trên Zalo luôn các bác, mình mua đi cả 100.000 cái tấm hình em đăng trên Zalo, em bán 5-7 năm nay rồi mà, cho nên là cái chất lượng, cái uy tín thì em luôn đặt trên hàng đầu. Còn cứ như là cái giá thành tiền đi đôi với cái chất lượng, chứ các bác bây giờ các bác muốn mua hàng rẻ mà nó chất lượng, nó mua hàng như những cái hàng mắc thì có tiền của ông bà ta thường nói nào của nấy, cho nên giá đi đôi với chất lượng. Thì mình mua hàng lắc lại, địa chỉ nằm ở Bình Chánh, giới thiệu với bác Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Thì hàng toàn có cọc, chuyển khoản đủ ship, cọc là các bác trả tiền ship, khoản đủ mới bao ship. Thì video nha, hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo. Chúc các bác sức khỏe, chân thành cảm ơn. Xem video, like, ủng hộ em. Cảm ơn các bác.